Bữa nay mọi người thấy chỗ quay của Huyền có lạ không? Bên kia Huyền cất cũng lâu rồi, tới mùa mưa nó bị tạt với dột quá nên là Huyền dời qua đây để ăn tân gia cái trò nhỏ của Huyền, nên là hôm nay Huyền làm một mâm đồ nướng thập cẩm luôn. Nhà của Huyền ăn đồ nướng là không thể thiếu kim chi được. Hồi sáng đi chợ thấy mấy cái trái dưa leo nhỏ này dễ cưng quá trời. Loại này ăn giòn với ngọt lắm luôn. Huyền rửa sạch dưa leo rồi sau đó cắt hai phần đầu bỏ đi rồi chẻ ra làm tư còn dính lại như thế này nè. Cũng y như công thức cũ mà mọi khi Huyền hay làm kim chi á, bóp muối rồi sau đó cho nước vô xâm xấp ngâm trái dưa leo tầm 15 phút cho nó xìu lại như vậy là ok nha. Huyền có chuẩn bị thêm một mớ hẹ với lại cà rốt bào. Bí quyết làm kim chi nhanh gọn chuẩn vị Hàn Quốc của Huyền là nhờ vào gói sốt kim chi Ofood này nè. Mọi người muốn sở hữu cái hộp nhựa này khi mua kim chi thì nhớ tậu một lần 3 gói nha. 3 hộp dưa leo thì Huyền trộn với lại 2 gói sốt kim chi. Sốt kim chi Ofood này là vừa ăn lắm rồi, chuẩn vị hàng luôn nên mọi người không có cần nêm nếm gì thêm hết á. Mọi người nhìn đi, cái màu sốt kim chi nó đỏ đẹp thơm lắm luôn. Giờ mình sẽ cho mấy em dưa leo vô trong